Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2, khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022 và triển khai chuyên đề năm 2023. Theo đánh giá năm 2022, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2023, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố chọn chủ đề là năm tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, tiếp tục đổi mới phương thức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy khối tổ chức lễ trao huy hiệu đảng cho 3 đồng chí, gồm 1 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 2 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng, đồng thời khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu năm 2022. Tại hội nghị, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã triển khai chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, quy định 85 của Ban Bí thư, chỉ thị số 23 của Thành ủy Đà Nẵng và một số nội dung quan trọng khác.